Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh của John Lee Quyền Vlog nha. Hôm nay Quyền sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn rất dân dã của từ món thịt heo nha. Món này gọi là món thịt ba chỉ rang lá chanh các bạn nha. Đấy, trong miền Nam gọi là thịt ba dọi các bạn này. Đó, nguyên liệu này gồm có này, thịt ba chỉ này, đấy, hành khô tím này, mấy củ tỏi này, lá chanh là nguyên liệu chính trong cái món thịt rang các bạn này. Đấy, gồm có cả dưa chuột các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành vào mình sơ chế nha. Đó, mình sẽ bỏ thịt ra mình thái các bạn nha. Đó, thịt rất ngon và tươi các bạn này. Đấy, thái tùy theo khẩu vị mọi người ăn to hay bé các bạn nha. Thank you.
càng dần rồi các bạn. Mỡ bắn rất nhiều các bạn nha. Đã nhìn nó đến khu béo rồi cả nhà này. Ba chỉ rang lá chanh các bạn nha. Đó, sau khi cơ bản nó đã chín vàng này các bạn này, mình sẽ cho hành chín vào các bạn nha. Đấy, hành là tỏi đã sơ chế sẵn rồi các bạn này. Đấy, cho vào đảo cùng này các bạn này. Đó. Và mình sẽ cho 3 muỗng mắm trắng các bạn nha. À, đây thịt lợn, thịt heo ba dọi là mình mua có 3 lạng này các bạn này. Đó, mình sẽ cho 3 lạng, mình sẽ cho 3 thìa nha các bạn nha. Đó, 2, 3, 3. Đấy, rất thơm ngon rồi các bạn. Các bạn nhìn này, đó. Vàng ươm rồi các bạn này. Sau khi cho hành tím vào mình sẽ cho tăng ca tăng lên tím các bạn nhé. Các bạn thấy là chín thơm mà rất chi là thơm nha. Thế nào, món ăn rất ngon nha. Bây giờ Quyền sẽ thử ăn một miếng các bạn nha. Đó, Quyền sẽ thử ăn một miếng này. Ừ.